xin kính chào tất cả các bác, xin chào tất cả các bạn. Bây giờ là 21 giờ 37 phút tối ngày thứ bảy, mùng 4 tháng 4 năm 2020. Vâng, vậy là xin thưa với các bác các bạn vì tình hình dịch bệnh mà bây giờ đến dịp cuối tuần, cuối tuần thứ bảy và chủ nhật cũng chả còn bóng đá ngoại hạng Anh gì để xem cả. Tất cả các giải bóng đá ở Châu Âu mà chúng ta vẫn thường thường xuyên theo dõi thì bây giờ nghỉ hết rồi thế và hôm nay nghe cái tin nói rằng là gì trước thì người ta họp là dự kiến là thứ bảy tuần này mùng 4 tháng 4 là có thể quay lại đã trong sân không vận động không có khán giả thế nhưng mà hôm nay thì quyết định là gì không có biết là đến lúc nào có thể quay trở lại tiếp tục giải bóng đá ngoại hạng Anh cả buồn quá không có gì để anh em nhất là cánh nam giới mà hay thích xem bóng đá không còn gì để xem à thì thôi tôi lại phải đọc báo rồi đọc tin rồi lướt tin rồi phải lên trò chuyện cùng với cái lại các bác và các bạn cho nó đỡ buồn vâng hôm nay câu chuyện ngày hôm nay tôi xin được trò chuyện với các bác và các bạn là một nhân vật ở uh, châu âu thị trưởng thủ đô praha của cộng hòa séc ông drenek uh, Đenek Rip Nhân vật này tôi có lẽ là tôi phải cho các bác nhìn thấy cái ảnh của ông ta nữa mới được Đây, Dầu dìa quay nón ác lắm Trẻ, đẹp trai Đây các bác <laughs> Để phải đi giới thiệu hình ảnh này chị em phụ nữ thì biết Đàn ông có dâu là ghê gớm lắm Đấy, mấy tay có dâu gớm lắm các bác ạ. Đấy, Gọi tôi gọi là ông vì tôn trọng ông này làm thị trưởng ấy còn thực ra là ít tuổi hơn tôi, trẻ lắm. Chưa đầy 40 tuổi. Sinh năm 1981. Trước đây làm hình như là ông này làm bác sĩ thì phải. À, bác sĩ thì phải hoặc là chuyên gia về y tế gì đấy. Trước khi mà chuyên môn là như vậy, trước khi mà theo con đuổi con đường sự nghiệp chính trị, theo con đường chính trị ấy thì ông này chuyên môn là là y tế, nhân viên y tế hay là bác sĩ gì đó, nói chung là cái ngành về y tế, chuyên gia về y tế. Cách đây 2 năm, 2018 là ông này lên lên nhận cái chức thị trưởng, thị trưởng thủ đô Praha của Cộng hòa Séc. Và bây giờ thì vẫn đang làm thị trưởng. Rất cứng rắn, một nhân vật mà tôi có mấy cái tháng trước và tôi có cũng có nhắc đến tên ông này đấy trên cái kênh acmira này khi nói về cái chuyện Praha uh, bỏ cái gọi là uh, cái mối quan hệ kết nghĩa là thành phố kết nghĩa đấy với lại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc uh, vì tại sao lại như thế là vì ông này ấy ông này là thành viên của đảng của ông đấy là đảng Hải Tặc đúng rồi đảng Hải Tặc cướp biển đấy thành viên đảng cướp biển ông này là là thành viên của đảng cướp biển <laughs> Nghe cái tên đấy các bác nó ở Việt Nam có lẽ lạ, đảng đảng phái chính trị lại đảng cướp biển, đảng hải tặc, hải tặc, xin thưa. Ở các nước khác nhiều cái tên đảng hay lắm. À, và thực sự ông này là đảng viên của đảng hải tặc đấy, hay còn gọi là đảng cướp biển. Bây giờ làm thư trưởng, thị trưởng. Thế thì trước đây ông này là một người rất là chống Trung Quốc. À, cộng sản Trung Quốc, ông này thuộc dạng tôi thấy là có sừng có mỏ đấy, là ghê gớm đấy trong số những cái, cái nhân vật ở châu âu là tôi thấy ông này cương quyết dứt khoát thẳng thắn quan điểm lập trường rõ ràng và cũng rất ủng hộ đài loan ủng hộ đài loan ủng hộ tây tạng thế rồi là gì lên tiếng về các cái vấn đề ở trung quốc mà xâm phạm vi phạm về nhân quyền ấy, hoặc là người uh, duy ngô nhĩ ở tân cương chẳng hạn đạt, đàn áp uh, nhân quyền ở trung quốc là ông này ông lên tiếng không có né tránh gì đâu thẳng thắn nói, nói theo ngôn ngữ À, ngắn gọn của mình là phang thẳng cạnh, không có úp mở, không có vòng vèo gì cả. Thì Hôm nay tại sao tôi lại nói chuyện với các bác và các bạn là bởi vì mấy hôm vừa rồi, rồi à, cái câu chuyện mà Trung Quốc đang à, gọi là gì? Thực hiện cái chính sách ngoại giao khẩu trang. À, người ta đặt lên cái cái việc mà Trung Quốc bây giờ đang à, bán hàng, gửi đồ viện trợ, rồi là gì? Bán hàng à, liên quan đến mặt hàng vật tư y tế đấy, từ khẩu trang rồi bộ xét nghiệm nhanh thế rồi là bộ quần áo bảo hộ nói chung là liên quan đến cái việc để phòng chống dịch bệnh cúm tàu ở châu âu thế thì ông trung quốc là bên trung quốc là họ chuyển sang là đấy nước này nước kia nước thì viện trợ nước thì bán thế nọ thế kia đấy đấy là thực hiện chính sách ngoại giao khẩu trang đấy các bác các bạn Nghĩa cụm từ không phải là tôi nói đâu mà cánh báo chí truyền thông quốc tế họ đặt đấy họ gọi đấy họ bình luận về chuyện đấy nhưng mà riêng à Riêng cái ông thị trưởng của thành phố Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc này, Derek Hlip, từ chối, rất thòng thẳng thừng và rất là mạnh mẽ. Nói rằng gì? Hiện tại hay là bây giờ và bây giờ không và vĩnh viễn về sau này cũng không nhận cái hàng viện trợ của Trung Quốc. Từ chối thẳng thừng luôn, tuyên bố thẳng thừng luôn mà không nói rằng là không không không, no 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 no. Nha. À, không nhận bây giờ không và mãi mãi về sau vĩnh viễn về sau này cũng không nhận đấy các bác và các bạn thấy nhân vật chính trị nào mà tuyên bố nó nó cứng rắn như vậy chưa thẳng thắn như vậy chưa à chính vì thế tôi bảo à nhân vật này hay đấy ừ, anh bạn dâu quai nón này hay đấy rõ ràng trẻ đẹp trai rõ ràng dứt khoát ủng hộ Trung Quốc ủng hộ Đài Loan phản đối phản ứng với Trung Quốc ghê gớm lắm cắt đứt cả quan gọi là cái mối quan hệ À, thành phố kết nghĩa với lại Bắc Kinh. Thế rồi là gì trong tháng 12 hay là tháng năm 2019 mà Bắc Kinh còn đe dọa. Còn dọa còn vừa gửi một cái thư gì đe dọa rằng là nếu mà cứ Cứ rắn cái kiểu như vậy ấy mà giống như ông uh, uh, Grip này, Harip này đấy. Không biết là tôi phát âm tên ông này có đúng theo tiếng xét không? không biết. Nhưng mà thôi, nếu có phát âm sai thì các bác sửa sau vì tôi cũng có học tiếng xét đâu mà tôi phát âm nó đúng được nói rằng là gì nếu mà ông này cứ cứng rắn như thế này ông cũng cứng rắn như thế này ấy, thì chúng tôi là gì sẽ thế nọ thế kia bởi vì là séc có nhiều cái mối quan hệ làm ăn với lại trung quốc ừ. có nhà máy bia rồi có đội bóng à, à, đấy đã, 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 đã tham dự cúp uh, champions league ừ. slavia praha đấy à, cái đội đấy cũng làm ăn gì với lại trung quốc ghê ốm lắm, lắm nhà máy bia rồi là cả một cái uh, gì uh, sản xuất xe hơi thì phải đấy, như thế nói chung là séc có làm ăn có những phi vụ có những cái hãng làm ăn bắt tay với trung quốc đấy thì khi mà ông này ông lên làm thị trưởng ông có những cái phản ứng như thế mà thái độ nó cứng rắn như thế thế rồi là gì ông này nhiều khi không phải là chỉ có dứt khoát thái độ uh, tôi nghĩ rằng là không phải chỉ có dứt khoát này rồi là gì cứng rắn này mạnh mẽ này mà tôi nghĩ rằng có, ông ấy còn trêu ngươi trung quốc nữa kìa. à cái hành động trêu ngươi là gì các bác và các bạn biết không ông này vì ông ấy ủng hộ cho đài loan thì đài loan tặng cho ông ấy một cái gọi là kiểu như là công dân danh dự ấy của Đài Loan, ông ấy treo phóng to ông ấy treo tổ bố treo ngay cái chỗ mà ông ấy làm, văn phòng làm, ông làm cũng treo ở đây. Thế thì không khác gì chiêu người Trung Quốc còn gì nữa, đúng không ạ? Thế rồi là gì? Cái ngày mà khởi nghĩa hình như mùng 10 tháng 3 thì phải hàng năm thì phải, hình như đấy, vừa mới qua này, bây giờ hôm nay mùng 4 tháng 4, hình như hôm mùng 10 tháng 3 là vừa rồi là là kỷ niệm mà cái gọi là cái cuộc nổi dậy của người Tây Tạng ấy. Đúng rồi, của người Tây Tạng. Để chống lại cái xâm lược của 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 của, 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 của Trung Quốc cộng sản đấy. Ông ấy treo cờ tây tạng lên, nha, treo cái lá cờ tây tạng lên cái tòa tòa thị chính ấy. đấy. Thế thì có bác bạn bảo là gì? Thế chẳng phải là chiều người Trung Quốc làm gì nữa? Đúng không ạ Chiều người Trung Quốc bởi vì Trung Quốc luôn luôn là gì? Một chính sách, một Trung Quốc One China Đấy, tức là nếu mà phải tuân thủ, ông nào bất cứ ông nào ở châu hay là ở đâu cũng thế kể cả Việt Nam mình cũng thế chơi với Trung Quốc là Trung Quốc ép phải có cái chính sách đó tức là đã chơi với Trung Quốc là phải thừa nhận chỉ có một Trung Quốc thôi một Trung Quốc ở đây có nghĩa là lãnh thổ Đài Loan đó là thuộc về Trung Quốc à và đã đặt quan hệ ngoại giao với lại phía Trung Quốc đại lục ấy mà thì phải cắt đứt quan hệ ngoại giao không có làm ăn chơi bời buôn bán gì với lại cái ông Đài Loan kia cả đúng không ạ nhưng mà ông này không à. cái thị trưởng đời trước tức là cái người tiền nhiệm của ông Harris này ấy thì rất là cũng giống như là các cái lãnh đạo quốc gia của toàn cộng hòa séc mà thì rất là bắt tay làm ăn với trung quốc thì trung quốc nó ép o ép, thì cũng phải nịnh bợ nó cũng phải xuân xoe hay là cũng nếu mà không dùng chữ nịnh bợ nó nặng nề quá thì nhún nhường nó mềm mại mềm dẻo với trung quốc nhưng mà không ông này từ ngày lên làm làm thị trưởng của thành phố praha gái lên cứng rắn ngay tuyên bố ngay à cái gì trung quốc làm sai ông ấy đả kích ngay ông ấy chỉ trích ngay ví dụ như là vi phạm nhân quyền đó thì ông ấy lên tiếng luôn Bà ông ấy nói rằng là ông nói rõ là ủng hộ cho Đài Loan ủng hộ cho Đài Loan Tôi lúc nãy à, tôi tìm hiểu à, Tôi bảo quái lạ Thằng cha này à, tại sao lại ủng hộ Đài Loan thế à, Hóa ra là gì Năm 2005 nhá, Xin thưa các bác cách đây khoảng 15 năm đúng không 2005 Để thằng cu con nhà tôi đây tôi nhớ 2005 bởi đây cách đây 15 năm Ông này khi đấy à, là một chàng sinh viên à, Một chàng sinh viên y khoa Thì phải Đến có cái thời gian thực tập thì phải hay là đến làm gì đó ở Đài Loan quãng thời gian cỡ độ khoảng 2 tháng rời ở bên đấy ở bên Đài Loan à, <laughs> ông này sinh năm 81 đúng không 81 về 2005 lúc đấy 24 tuổi đang sinh viên 24 tuổi đến Đài Loan à, thực tập ở đó hai tháng và cái gì ông ấy ngưỡng mộ ông ấy thích cái mô hình dân chủ ở Đài Loan à, có cái tình cảm nói nôm na là phải lòng mới lại cái cái thể chế dân chủ mà cái đất nước Đài Loan lúc đấy nó đang vận hành như thế như thế thì ông này ở đấy hai tháng thôi nó, nó, gọi là gì nó đủ độ để nó ngấm vào nó ngấm vào người ông đấy à, phải lòng phải lòng cái cái mô hình chính trị của Đài Loan cho nên là bây giờ khi mà 15 năm sau bây giờ lên thành à, nắm giữ cái người đứng đầu của thủ đô Praha của Cộng hòa Séc đấy thì ông này là gì thể hiện rõ cái quan điểm thể hiện rõ cái tình yêu của mình ủng hộ Đài Loan ủng hộ Tây Tạng à, rồi là gì lên tiếng chỉ trích À, những cái vi phạm của phía Trung Quốc và thậm chí là gì ừ, viên đại sứ nghe nói là viên đại sứ của Trung Quốc ở ở Cộng hòa Séc đấy thì bị thủ đô mà à, đúng không ạ? Cho nên là có một cái dịp gì đó đến kiểu như là ép à, phải thế nọ thế kia đấy. Xong rồi nói rằng ông này nếu không ấy thì ông ấy về à, dọa nói nôm na là dỗi để dọa đủ các kiểu. Ông ấy ông bảo không, chúng tôi không bao giờ tôi đuổi khách, à, khách mời thì không bao giờ đuổi. chứ còn tự về thì là cứ đi về thôi thế mà ông đấy nó chơi ông ấy nó chơi chơi rắn như thế cơ mà à, thế mà ông đại sứ trung quốc cũng phải tự về thôi gặp cái rắn mềm nắn thì rắn buông biết làm thế nào đúng không ạ thế và bây giờ à, bây giờ câu chuyện đại dịch chống cúm như thế này à, ông trung quốc thì ông cứ vác khẩu trang rồi ông vác cái nọ cái kia rồi bộ xét nghiệm ông bán cho nước nọ nước kia viện trợ viện cho nước nọ nước kia đúng không các nguyên thủ của các nước ở châu đang nịnh trung quốc như là bằng bố đúng không ạ gớm ừ. Uh, nhiều ông thủ tướng rồi là thế nọ thế kia đến tận chân uh, cầu thang sân bay để đón hàng viện trợ hoặc là mua hoặc là nhận hàng viện trợ đấy đúng không? rồi bắt tay tay bắt mặt mừng với lại các cái uh, viên gọi là uh, chuyên gia của bên Trung Quốc sang hỗ trợ thế nọ thế kia đấy. nhưng mà ông này nhá cứng rắn chưa? không nhận là không nhận bây giờ không nhận và mãi mãi về sau không nhận hàng viện trợ Trung Quốc tuyên bố thẳng thừng luôn với hãng Bloomberg như thế. bởi vì ông ấy mà nói là gì? dưới cái quan điểm của Trung Quốc ấy mà, à, đây nó không hẳn là là hàng viện trợ, à, đây nó có ý đồ, nó có cái yếu tố thương mại, nó có cái yếu tố chính trị ở đó, chứ nó không chỉ đơn thuần là hàng viện trợ nôm là như thế. Ông ấy trả lời như thế và ông ấy tuyên bố không, nơi khác nhận thì nhận riêng thành phố Praha của tôi là không bao giờ nhận hay ít nhất nói uh, ngắn gọn ít nhất là nếu ông ấy còn làm thị trường ở ở Praha thì sẽ không bao giờ nhận cả trừ khi bao giờ ông hết nhiệm kỳ hay là ông bị mất chức ở thị trường thành phố Praha thì ông ấy thì người khác lên hay thế nào lên đảng phái khác nào lên người lãnh đạo của đảng khác lên cầm quyền thì không biết nhưng mà nôm na là ông này mà vẫn còn đang ngồi cái ghế thị trường Praha là xin lỗi cuộc đời đi không nhận hàng viện trợ Trung Quốc tuyên bố rất thẳng thừng rất dứt khoát à và cái tính đấy xin thưa các bác bạn tôi rất phục đấy và tôi để ý tôi sẽ ghi tên ông anh bạn này Renex à, Renek Rip thị trưởng thành phố praha để xem ra vẫn còn trẻ thế này thì tương lai vẫn còn sáng lạn lắm đúng không biết đâu là ngày nào đó lại đọc uh, vài năm nữa thôi lại đọc tên uh, thủ tướng của cộng hòa séc thì sao đúng không mà làm thị trưởng đứng đầu một cái thủ đô thì đương nhiên là phải nó phải năng lực nó phải thế nào phải trải qua nhiều câu gọi là gì uh, đấu với lại các cái đảng phái đối lập đúng không thì mới đứng được trụ được ở thủ đô thủ đô và rắc rối cho các bác các bạn thủ đô nước nào cũng thế thôi người đứng đầu thủ đô thủ đô nó không phải chỉ có mỗi giống như các cái tỉnh khác địa phận quản lý của mình nó còn động đến cả trung ương nước nào cũng thế thôi đấy, Việt Nam này như ông Nguyễn Đức Trung này chả nhiều cái chả muốn xử lý mà không dám xử lý ông vẫn còn vướng mắc vì dính đến cái yếu tố trung ương cho nên là ông nào trụ được ở ở thủ đô bất kỳ nước nào thế thôi nhá yeah, trụ trụ được thủ đô là vẫn còn có, có cơ có cửa lắm để lên lắm thế thì đấy tôi bảo là à, thằng chạ, anh bạn này anh bạn rip này hơi hơi bị được đấy ừ. nói theo cái kiểu ngôn ngữ anh em mình Uh, ngồi quán cà phê hơi bị được đấy chơi được đấy đúng không thế thì mình sẽ theo dõi bởi vì đâu có phải một chính khách nào ở trên thế giới này từ âu sang á kể cả sang mỹ rồi xuống úc mà nói năng mà uh, hay là gì quả, bày tỏ cái quan điểm thái độ hành động nó dứt khoát như thế lập trường nó rất, là, rõ ràng như thế không úp mở không nhận là không nhận nhá treo cờ tây tạng là treo cờ đúng ngày kỷ niệm ngày nổi dậy của người tây tạng gì treo cờ tây tạng lên nha. Đài Loan uh, tặng uh, gọi là gì cái, uh, cái cái cái, gọi là công nhận công dân danh dự cái gì trèo ngày đằng sau chỗ ngồi này chỗ làm việc này văn phòng uh, thị trưởng này đấy thế thì khác gì uh, chọc cho, cho ông Trung Quốc gọi là gì nó tức nổ đóm đóm ra như này đúng không ạ vâng thì đó cái câu chuyện ngày hôm nay khi mà đọc được cái thông tin liên quan đến cái cái ông thị trưởng này Renex Rip một nhân vật rất trẻ trung sinh năm 84 năm nay chưa đầy 40 tuổi à Thế mà đã làm thị trường 2 năm rồi ấy. Thị trường từ năm 2018 Và quan trọng hơn nữa là gì Rất mạnh mẽ, rất dứt khoát Hiếm thấy một cái nhà chính trị nào Có cái thái độ như vậy Đối với lại Trung Quốc trong cái thời điểm hiện tại Thì tôi bảo à rồi Tối nay phải lên nói chuyện với bà con cô bác Để sau này nhớ đâu nhân vật này có lên chức nữa làm chức thủ tướng Mình còn bảo à đấy cái ngày đấy tôi được nói với ông nói chuyện với ông khi thấy ông phát biểu như thế mà bọn tôi dân Việt này cũng khoái cái tế, cái tính của ông lắm đúng không? Rồi. <laughs> biết đâu mấy năm nữa ông này lại có chuyến thăm chính thức sang Việt Nam thì sao đúng không đấy thì lại lúc đấy mình bảo đấy ông thấy chưa mà tôi giới thiệu ông với lại bao nhiêu người dân Việt trước <laughs> rồi có lẽ là câu chuyện hôm nay chỉ có thế thôi hôm nay bây giờ là bao nhiêu giờ rồi ui gần 10 giờ đêm rồi cả thôi có lẽ tôi tạm dừng ở đây và tí nữa thì có gì chúng ta lại gặp nhau ở bên kênh anh Chí Dâu Đen với lại mấy cái câu chuyện ở Việt Nam của chúng ta đúng không ạ rồi chúc sức khỏe tất cả các bác à, xin chào và xin hẹn gặp lại